Thì cũng vì đã lâu rồi không gặp anh em ở trong đội tuyển, thì hôm qua đã gặp mọi người ở sân bay trước khi sang Ả Rập Xê Út, thì cảm xúc thì rất là vui vẻ. Anh em trong đội cũng có rất là nhiều chuyện vui để kể cho nhau tâm sự nên Lâm cảm thấy rất là vui. Lâm nghĩ là sang đây thì không chỉ riêng Lâm mà toàn đội cũng bất ngờ với khí hậu, bởi vì nó ở đây nó nóng và khí hậu rất là khô. Thì hôm qua có buổi tập đầu tiên thì mọi người cũng cảm nhận được cái điều đấy, nhưng mà như các cầu thủ của chúng tôi thì sẽ phải nhanh làm quen với những cái điều kiện như này. Thật ra thì cũng không có gì thay đổi nhiều ngay khi gặp anh em trên sân bay và hôm qua, khi mà hôm qua có một buổi tập đầu tiên thì không khí vẫn là rất là vui vẻ, rất thoải mái, và Lâm cảm nhận được mọi người đang hướng tất cả những cái suy nghĩ, tất cả những gì tới trận đấu đầu tiên với Ả Rập Xê Út. Đối với tôi thì mỗi lần mà được báo cáo đội tuyển quốc gia, đó mới là động lực lớn cho tôi tập trung tối đa trong những buổi tập, và mong muốn của tôi là cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Còn về việc thi đấu được hay không là do huấn luyện viên trưởng. Trước hết là còn 3-4 buổi tập thì trước mắt là mình phải cố gắng tập luyện và đạt được phong độ cũng như tinh thần tốt nhất trước trận đấu với Ả Rập Xê Út.